Hello anh chị đã đến với kênh của em ha. Hôm nay em cập nhật tình hình hoa Tết ở bên team em cho anh chị cùng xem. Hiện tại là em đang quay cái hoa màu gà. Còn kế bên là dạng thọ ban mai nha anh chị ha. Hiện tại là ban mai vẫn đang đi cơi nha anh chị. Khoảng đâu vài bữa nữa là em mới để nụ nha anh chị ha. Thì hoa Tết bên em thì cũng có sỉ bông Tết nữa nha anh chị ha. Anh chị nào cần thì cứ liên hệ em số điện thoại là 0397 433 821 nha anh chị ha, để gặp ngay chị Linh, chị sẽ báo giá cho anh chị. Là hôm nay thì hoa màu gà của bên em lên đuôi rất là đẹp nha anh chị. Thì cũng có một số anh chị hỏi là màu gà mà nó không có sáng mà cũng như là nó chậm phát triển quá thì xịt thuốc gì á, thì trong những video trước thì em cũng có chia sẻ anh chị là kết hợp thằng siêu bông hít cỡ nha, cộng với thằng Atunit xịt ha, là rất là ok. Còn cái này cái dạng thọ tại thỏ bên em nè, nay nó cũng bùm sùm nha anh chị ha. Thì bên em có khoảng đâu là 200 chậu á, anh chị cứ liên hệ ha. Còn này sóng đời này, hiện tại là em thấy sóng đời có nhiều anh chị là nó chưa làm ngồng nha. Bên em thì cũng tương đối nha anh chị ha. Thì giờ muốn nhanh thì giờ sử dụng thằng rầu riếp cộng với thằng Atonis để xịt cho nó nha. Rồi xịt ngay, mình xịt ngay cái ngọn của nó là được nha anh chị. Này coi cái dạng thọ tài thỏ này nó bùm quá nè, quá bùm luôn nha anh chị ha. Nó bùm như nó bút bằng cái mâm xôi mini luôn á. Đó. Còn này dạng thọ của rồng vàng mình nha anh chị. Nay cũng bùm sầm luôn nha anh chị ha. Đó. Anh em cập trực cái tình hình hoa Tết ở bên team em cho anh chị xem. Đó, cũng như là cái này là cái màu gà kép nha anh chị ha. Đó, kép rất là đẹp luôn. Dạng thọ ban mai, còn này hoa cúc Hà Lan nha anh chị. Bên em thì Hà Lan thì mỗi thứ là còn khoảng đâu 4-500 chậu gì đó. Nói chung là chậu cao khoảng đâu là từ 7 tấc cho đến 8 tấc nha anh chị ha. Anh chị cần thì cứ liên hệ em ha. Thì bữa giờ có nhiều anh chị hỏi về cái dạng thọ thì nó nhiều hơn mấy loại hoa Tết khác. Ví dụ như dạng thọ mà nó ít chèo nè, làm sao cho nó bung chèo nhiều, cũng như là dạng thọ nó chậm làm nụ thì phải làm sao. Thì đối với bữa giờ chậm nụ thì bên em chia sẻ cách rút nước nha anh chị ha. Đó, xịt hàng 7544 vô. Mọi người xem coi hoa cúc nè, nay nở đẹp anh chị ha. Đó, còn nở sớm thì chúng ta giặt nước nó vô. Nói chung là vậy nha anh chị ha, nó cũng đơn giản. Em cũng đã la ra video đầy đủ cho anh chị xem rồi. Mọi người xem hoa màu gà nè, gà búa nha anh chị ha. Cái này tiger nè, dàn hè đó. Bên em còn tiger với dàn hè nhiều này, nhiều nha anh chị ha. Nói chung anh chị cần cứ liên hệ bên em sỉ Tết nha anh chị. Có mâm xôi năm nay nhiều người rớt quá. Rồi cập nhật cái tình hình hướng dương cho anh chị xem luôn nè. Đó. Hướng dương hiện nay nó cũng làm nụ nha anh chị ha. Còn cái này là B52. Dòng này cao khoảng 7 tấc đến 1 mét nha anh chị. Đại nay bữa giờ nó cũng đang bùm á, hôm nay cũng đã cận rồi, còn nhiều ngày nữa đâu là Tết rồi đó. Hướng dương chị xem nè, lên nụ rất là nhanh chị ha. Đó. Bây giờ mấy anh chị hỏi mà nó làm nụ trễ thì xịt gì nha, xịt thằng Atonis nha, cộng với thằng siêu bông bự nha, xịt nó. Còn hàng màu gà này kỳ là sử dụng hàng cũng vậy luôn nha anh chị ha, siêu bông bự cộng với Atonis cho nó sáng bông. Ở em đi vòng nữa lên thì sẽ tạm dừng ha, nay cập nhật tình hình hoa Tết thôi. Rảnh chiều tối livestream trả lời câu hỏi tiếp nha anh chị. Nay xem tình hình nay nó bực cũng bùm sầm hết nha anh chị ha, cũng rất là ok ha. Dù bên em cũng gần lộ á, nói chung anh chị xuống mà sỉ cùng bên em có hỗ trợ mướn xe giúp khách nha anh chị nha. Ví dụ như anh chị ở Sài Gòn đi thì bên em cũng hỗ trợ mướn xe luôn nha. Đó, quay lại cái vườn màu gà nha anh chị. Đó. Quay sơ cái nữa thôi em cũng xin được tạm dừng nha. Rảnh thì tối em sẽ quay video em trả lời, nay cập nhật tình hình cho anh chị xem thôi. Rồi em cũng mến chào nha.